năm bên nhau. Một cao rực rỡ như đang mùa xuân lại từ đầu. Người ta cứ khen anh đã từng đến thế, mà sao lúc yêu em suy tình đến thế. Bọn mình thật hợp mà phải không anh ơi? Một người đã nói như em lại thích như cơn mơ. Này giải trí quá. Cảm ơn các bạn dancer rất là nhiều. Bình tĩnh chưa? Trải qua cái cú sốc đó, bây giờ mình đủ bình tĩnh để mình lắng nghe những cái lời nhận xét từ phía giám khảo chưa? Thế anh Nghĩa nãy giờ ngồi dưới cười quá trời cười luôn. Anh Nghĩa thấy sao về tiết mục của bạn Hải Đăng Đu kia hóa thân thành nữ ca sĩ Bích Phương ạ? Thấy thương em quá Hải Đăng. Tuần trước em làm Hà Anh Tuấn đẹp trai lịch lãm biết bao nhiêu, tuần này ép vô cái khuôn làm Bích Phương. Trời ơi, Bích Phương nào mà đô dữ vậy em? Thì mùa dịch mà anh, em ở nhà em chống đẩy á. Em có được đi hát đâu. Mà làm như em tâm đắc lắm với cái dáng này phải không? Em thấy vậy là quyến rũ lắm đó phải không? Mà rất là làm tính suốt. Làm từ này đến giờ vẫn chưa buông dáng mà anh nhìn anh sợ muốn chết. Sợ mà vấn đề là bạn ấy đang rất tin, bạn ấy quyến rũ. Dạ. Mà tại vì khi chúng ta diễn mà chúng ta có lòng tin á, sẽ làm cho mọi người tin theo. Ngay cả cái bàn vũ công kia cũng vậy. Cảnh đầu tiên khi mà em vờn quanh chàng trai đó. Anh có cảm giác giống như là em muốn ăn thịt bạn đó đó. Cảm giác rằng cái bàn tiệc trên kia nó chưa có đủ. Như yêu quái á. Cho nên là em vờn quanh mà cái mặt em dòm thèm ghê lắm. Chính xác luôn.
Nó dễ thương lắm em, tại vì mình không có cố ý làm hài. Ở đây em làm rất nghiêm túc. Mà chính vì em không cố ý cho nên là cái tiếng cười, cái sự duyên dáng đó nó bật ra một cách rất là tự nhiên. Chứ nếu như mà em cố ý làm thì nó lại không dễ thương nữa. Thực chất là lúc đấy là em cứ nghĩ là em đang rất quyến rũ á. Thì đó, chính vì em tin điều đó cho nên em mới dễ thương. Và một lát sau khi mà tiết mục đã đi được một nửa bài đó, thì chính cái niềm tin của em nó cũng tác động tới anh. Hóa ra con bé nó dễ thương, nó quyến rũ thiệt. Thông bây giờ thì cái cảm xúc nó qua rồi, anh thấy kỳ lắm. Thấy sợ. Có một cái em làm giống nha. Bích Phương là một ca sĩ mà trước đây đã từng được mệnh danh là nữ hoàng nhạc buồn. Thì cái gương mặt em ra được cái điều đó. Không biết là do gắn cặp lông nheo nó bị nặng quá hay sao, em mở mắt không lên. Thành ra cái đôi mắt của em nó cứ lờ đờ như thế này đó. Mà chính vì vậy nó lại ra cái thần thái của Bích Phương trong cái MV này. Cũng lờ đờ đó. Còn về giọng hát thì chắc chắn là mình không có bắt chước được hoàn toàn đâu. Một cái giọng đẹp, một cái giọng trầm, một cái giọng nó trữ tình như cô ấy thì rất khó để cho một chàng trai như em có thể bắt chước được. Và em đã cố gắng hết sức để có thể làm một Bích Phương theo phiên bản này. Một phiên bản hoàn toàn mới, Bích Phương có tập tạ nha. Đó. Trời ơi. Xuất sắc, vẫn gợi cảm đúng không các bạn ơi? Ủa khoan, sao Long chưa sợ hả? Khi tất cả mọi người ai cũng sợ em mà em đi sợ người ta. Jenny mà ông sợ chị á. Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Bạn đó nha, không có giỡn đâu ha, bình tĩnh. Chị Mỹ Linh ơi, cảm xúc như thế nào khi mà xem một cái phiên bản nữ ca sĩ Bích Phương trong một cái trạng thái đô con và vạm vỡ đến như vậy ạ? Chị thấy rằng là so với cả anh Tuấn tuần trước thì em không được đánh giá cao và em đứng ở phía cuối của bảng điểm. Nhưng mà hôm nay chị nhìn thấy một sự cố gắng rất là nhiều ở chỗ em. Em cố gắng ẹo từng tí một, rồi em cố gắng để mà mềm mại được như Bích Phương. Và chị thấy hoàn toàn thuyết phục cơ. Chị ngồi đây mà chị thấy đúng mềm mại thật. Mà tất nhiên là không thể nào mà hóa thân giống hệt được. Nhưng mà chị thấy rằng cái nỗ lực đấy là đã được mọi người ghi nhận. Và chị thấy rõ ràng là em hát chị thấy cũng tốt hơn nữa. Mặc dù cái đoạn cuối thì có hơi quên một tí thôi. Nhưng mà về cơ bản là chị thấy là tiến bộ lên rất là nhiều. Càng về cái lúc cuối bài càng thấy giống con gái hơn. Dạ. Đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. Không, nhưng mà cái lúc mà ấn tượng nhất của cái bài hát này á, không phải là do em ẹo, cũng không phải là em diễn giống, mà cũng không phải là em hát, mà là chị thấy cái cậu bế em lên ấy, cậu nhỏ con như thế mà cũng nhấc tung mà em lên mà nhẹ hêu ra. Lúc đấy chị thấy đúng Bích Phương thật. Người đấy hôm nay mới là người nên nhận giải thưởng. Là như vậy. Thanh Duy ý kiến em sao? Thanh Duy rất là thích mùa này luôn á. Tại vì từng cái tiết mục á được đầu tư rất là kỹ. Ví dụ như là cái bài hát này á là Bích Phương chưa diễn sân khấu bao giờ. Bạn làm một cái khung YouTube ở trên nói đúng là rồi. Bích Phương chưa diễn cho nên là mình diễn trước. Rất là thông minh, một cái cách dàn dựng rất là dễ thương. Giả gái rất là đẹp, đồ rất là xinh. Nhưng mà như vậy nè, cái điểm đặc biệt của giọng hát của Bích Phương á là Bích Phương hát âm thanh ở trên mũi khá là nhiều. Và có cảm giác khi Bích Phương hát á, cái âm thanh nó còn động lại ở đâu á, trong cái phần khoảng giữa cổ họng với cái mũi á. Vì thế làm cho cái chất giọng của Bích Phương khi mà hát những cái bài hát như thế này á, nó rất là bay, nghe nó rất là chill. Đây phải nói là một cái thử thách mới dành cho bạn. Nhưng mà không sao, gương mặt thân quen là một cái cơ hội để mà chúng ta khám phá những cái điều đặc biệt chỉ có mình làm được thôi. Và rất là dễ thương. Chúc mừng bạn đã có một tiết mục rất là dễ thương ngày hôm nay nha. Cảm ơn anh Thi, cảm ơn cũng như là chị Mỹ Linh ạ. Khánh rất là cảm ơn Hải Đăng Đu khi mà đã có một màn trình diễn vô cùng thú vị. Và Khánh chắc chắn luôn là những bạn khán giả yêu thích Hải Đăng Đu sẽ wow khi mà xem Hải Đăng Đu đứng trên sân khấu và với những cái biểu cảm rất là gợi cảm như thế này. Wow. Vỗ tay các bạn ơi. Đó, các bạn thích cái dáng này đẹp mà, rất là đẹp. Gợi cảm quá. Chỉ sợ về tới nơi là bị cụp xương sống luôn.